Mọi người ơi, hôm nay thì mình sẽ ăn ốc hương xào bơ tỏi. Thì trong cái lúc mà mình đi mua ốc hương á, thì mình có thấy ốc tỏi nữa, nên là mình mua luôn cái con ốc hương và con ốc tỏi và mình về mình xào chung với bơ. Nó ra được cái món như thế này đây. Cái này thì cũng lần đầu tiên mình làm nên là không biết có ngon hay không, thấy người ta làm rồi bắt chước làm thôi chứ cũng không có nghiên cứu công thức gì nữa. Phải thử mới biết nha mọi người. Mời mọi người ăn cái con nào thì được nhỉ? Ở trong đây nè mọi người, mình xào bằng bơ Tường An đó. Đây, ốc hương xào bơ tỏi. Xào bằng bơ nó thơm đấy mọi người. Đây, con ốc tỏi nó to nè mọi người. Bơ tỏi mình làm ăn cũng được. Có điều nó hơi... Ủa? Có con ốc hương nó rớt ra, nó dính vô đây. Bơ tỏi mình làm ngon, thơm. Chỉ có điều là nó hơi mặn. Nhưng mà ăn vậy thấy vừa ăn rồi. Đây là con ốc tỏi nè mọi người. Nóng quá. Đó. Nó còn bốc khói luôn đó mọi người. Mình sẽ chấm với lại cái sốt bơ này nè. Cái này là phải ăn nóng nha mọi người, chứ không thôi nó nguội á, bơ nó đông là không ngon. Con này hơi dai. Cái nước bơ ngon lắm rồi. Mấy ngày liên tục mình ăn hải sản không? Rồi ngày mai nè, mình sẽ có một cái chuyến đi Phan Thiết để mà mình câu mực. Câu mực đêm ở ngoài biển á. Thì chắc mình cũng sẽ làm cái món gì đó. Mọi người đón coi nha. Tỏi mà cháy bơ thơm quá. Tỏi này thường thì người ta nướng mỡ hành, nhưng mà ăn dầu quá cũng ngán. Bơ thì nó đỡ ngán hơn dầu mọi người. Mọi người có thấy sốt bơ? Mấy cái chỗ bán ốc á, người ta còn bán bánh mì để chấm cái nước bơ này nè mọi người. Ngon quá. Ốc
này á mình mua là cái dạng nó ngợp rồi nên là nó không có được tươi lắm. Nóng quá, còn nóng luôn á mọi người. Ô, sắp ra rồi nè. Đó. Đây là con ốc tỏi. Không biết tại sao kêu là ốc tỏi, hay là tại cái mình nó giống cái tép tỏi. Tôi không biết nữa. Mình sẽ cho nó lặn hợp trong cái bơ này nha. Con ốc tỏi nó đẹp ghê mọi người, nó có cái sọc caro vậy nè, cái vỏ đẹp ghê. Nhiều chỗ mọi người, người ta làm cái món này nè, người ta còn cho cái tép mỡ nữa, là mỡ động vật, mỡ heo á mọi người, người ta thắng cái người ta lấy cái tép mỡ đó đó, người ta bỏ vào đây, ngon lắm. Trời ơi, bà có một chút xíu à. Lấy ốc là cả một nghệ thuật mọi người ạ. Món này hôm nay 7 điểm thôi, 7 điểm là nhờ cái bơ nó ngon nè, nó thơm. Ốc thì nó không được tươi lắm mọi người. Để hôm nào khác Trúc sẽ đi tìm ốc tươi còn sống luôn. Trúc sẽ mua về, hy vọng là mang về tới đây nó vẫn còn tươi. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau nhé. Nhớ đăng coi Trúc đi câu mực nhé. Bye bye.